Về nhà xem cho nó có gì không nhớ để xem cho dễ. Rồi cái này của mình sử dụng hàng nội bộ thì nó cũng hơi hơi đây, ví dụ như là bây giờ đây nó có một cái dở như này là bây giờ để bác phải hiểu này, tức là bây giờ để cho bác coi cái hệ thống cái đường này nhé, cái đường ở phía ngoài đây, cái đường này này, đường này nhé, thì đây có phải là cái đường này không Đấy thì đấy, cái đất thì bên ngoài và này nó trống bên ngoài, còn cái đấy là cái đường. rồi, đây đường nhá, đây ở trong này nó có cái tool này này, cái này chắc bác biết rồi đi, này cái tool Là đây, đắp két hay không? không đây cái này chứ, rồi chạy đây, Google đây, Đây connection Google đang utility này, thì cái đấy nó cho tính năng là xuất ra một cái file để nó nhảy lên trên này để mình có thể kiểm tra được ở đây. Đấy thì đây cái này tích vào đây thì là bác biết rồi đúng không, thì nó tự load lên đấy, thì kích lên ok thì của em nó nhảy sang đây này. Đấy. Đèn stop rồi. Đấy, thì nó lên ngay rồi. Nhưng mà bây giờ nó có một cái dở là thế này này. nó Đúng. không đúng chỗ Và đấy, nó nằm không đúng chỗ. Đây cái nó đường không này, chính cái vị xác trí đường của nó đấy, đây đường nhá. đấy. Đấy, đúng ra nó phải cái đỉnh này vào đây đúng không? Đấy thì bây giờ đây em có cái công cụ này này. Cái công cụ này nó cho mình chuyển đổi. Nên bây giờ em chỉ sử dụng một cái lớp này thôi để cho nó dễ nhá. Đấy, hiện trạng của đấy, mình chỉ sử dụng một cái đường này thôi hả? À. Bây giờ mình CVS sang. Đấy, CVS đi. Đây là... bây giờ ta chỉ mở một 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 cái lớp đấy lên thôi. Đây. Đây thằng này chẳng hạn này. Đây thằng này, bây giờ ở đây thằng này nó cho mình đổi thế này này. Anh cho nó Đổi đi cái đổi nó gì phải đúng về không? đúng cái thằng này này, VN2000 hội nhập theo Này quyết định xong anh đưa 05/2007 này. nó Thì đi. chỗ Làm này gì? 107,513 này. Rồi là 13 này, Ok này. ok. Đi nào. Đó, ok này. Đi Đấy. Bây giờ bỏ hết để chị kia sang. đóng lại, mở lại cái file đường này. Xong bây giờ nhé, Anh bây đi giờ đi sau khi đâu? mà anh kiểm tra ấy, mà thằng này nó Chị về đi hệ đâu hội nhập rồi? như thế này được này, thì mới là được. Năm sinh. Đó. Nhóm là 08/1936. Đó. À, đây đây xong bây giờ sau khi chuyển rồi nhá thì đưa về thằng này chuyển sang. Không có ghi đâu để thu nhập thông tin đâu rồi. Đấy. Đây, nhìn này này. Đấy vừa rồi Làm xin lỗi gì? là khả năng là em lấy cái vùng đệm ở xung quanh. Nhưng mà tất nhiên cái vùng đệm thì nó cũng phải Không thế thôi, phải phải, không? chính bản thân cái đường này nó cũng cũng bị sai này. Vâng thì đây, thì đúng ra nếu mà vừa rồi nếu mà em có lấy cái vùng đấy đi chăng nữa thì nó vẫn phải bay lên trên này, đúng không ạ? Thì bây giờ đây cái đường nó về khớp rồi thì như này mới chuẩn đúng không? Đấy, thì ý là cái tool này nó có một cái tác dụng là như thế, nó chuyển À này. cái đấy là một cái tool không? Vâng, đây nó chuyển này. Thế Tất nhiên là nó còn rất nhiều cái tính năng khác em chưa động đến đây, nhưng mà chỉ động đến một cái tính năng là chuẩn chọn cho dự về án này. cái vu ước cho về với bản Vâng. đồ đúng không? Em Vâng. em mấy em thông báo cho mấy anh em mà trong ban chỉ đạo nông thôn mới đó. Sáng nay Nhưng đây là anh kỹ thuật ban chỉ đạo nông thôn nhưng mới anh nha. lưu ý này là khi mà mình sử dụng cái này là chủ Kiểm yếu là để mình kiểm tra tra thôi. cho có đúng không Đấy, đúng để kiểm không? tra cái này cho nó khớp thôi. Chứ còn nếu mà thực tế là khi sử dụng để anh đồng bộ hóa tất cả các dữ liệu của anh và các bên ấy, thì bây giờ trong hệ thống ngành nông nghiệp mình nó đang sử dụng cái hệ nội bộ. Đấy thì cái này chỉ có tác dụng kiểm tra thôi. Để kiểm Đấy, tra thôi. và để kiểm tra thôi. Còn còn nếu mà khi mà anh sử dụng ấy, thì anh lại không được sử dụng cái này, vì sử dụng cái này ấy, thì anh lại phải có một cái động tác là anh lại phải làm ngược lại, là anh lại phải chọn vào nó, sau anh lại chuyển ngược lại. Đấy thì bây giờ vừa rồi là mình đang 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 từ cái hệ của nội bộ này ta chuyển sang hội nhập, thì bây giờ ta lại từ hội nhập ta lại chuyển lại về hệ nội bộ. Đấy thì như thế thì là nó lại đồng bộ hóa với cái bản đồ cũ của anh, được chưa? Đấy tức là cái này nó xuôi và ngược ngược và xuôi. Thì thật ra cái bản chất của nó như này này, cái thông số ở đây này, cái thông số ở đây ấy, thì đúng là thông số của viên 2000, nhưng mà cái nó gọi nó trong thuật ngữ nó gọi là cái datum ấy, thì là nó không đúng, nó không đúng. Thế nên là khi mà chuyển giữa các dạng dữ liệu với nhau thì nó bị bay. Đây đặc biệt là ví dụ chuyển từ thằng này thì thằng này nó bay lên mãi đây. Đấy, nhưng khi anh có chuyển hội nhập hay nội bộ thì cái con số này vẫn giống nhau này. Vẫn giống hả? Vâng, nhưng mà chỉ có cái datum nó khác. Vẫn đây là vẫn đi VN2000 đấy nhé. Đó, thế nên là VN2000, nhưng mà ở đây nó có một cái thuật ngữ gọi là VN2000 nội bộ hội nhập với mày. Tóm lại là bác cứ hiểu rằng ấy là khi cái bản đồ của bác ấy mà đang đang ở cái hệ khác, ví dụ như hệ hội nhập này, hệ nội bộ này, thì bác bắt buộc bác phải chuyển sang cái hệ này. Chuyển sang cái Bắt khác. buộc Phải phải chuyển sang cái này. cái hội Thì nhập đấy. vâng, thì khi đấy thì bác chuyển đến thế này ranh giới nó mới khớp. Đấy, bác hiểu nôm na là như thế. Vâng. Đấy, bây giờ để em cho bác kiểm tra một số cái khu vực rừng của bác để cho nó trực quan nhé. Đây, Hiện rừng trạng hiện trạng này phòng. Đây, ví dụ bây giờ anh
cái khu vực, cái miếng nào anh nắm rõ nhất cái hiện trạng của nó để em lấy cái miếng đấy ra. Đây. Miếng nào? Cái miếng miếng này. Miếng trắng này. Anh trực tiếp đi vẽ. Cái miếng trắng này đi. À đấy. Đây đúng không? Ừ. Rồi. Một miếng trắng này rồi. Còn cái này là đất nông nghiệp à? Đất nông nghiệp đấy. Em. À, chào chị. Nha. Đây nha, bây giờ lên công nông nghiệp đây, đây em lấy đất nông nghiệp này. À, và cái miếng này nhá. Đây bây giờ em cũng sẽ vẽ ra kiểm tra. À, nếu không ấy, thì anh sẽ phải chuyển hết toàn bộ cả cái miếng này thì nó lâu. Và em làm ấy thì em làm nhanh thôi. Rồi. Kiểm tra này. Rồi. Ok. Bây giờ ta xóa cái này đi. Đóng nó lại, mở lại cái đường này. Đấy. Đây, thằng này này. Nó cứ đang hội nhập này là chuyển nó lại bị lệch thôi. Bây giờ thì một ấy là ta đổi màu cái này trước đi để vì sau lên ấy, nó không bị trồng cái ấy lên ấy. Đó. Cái đường này thì tốt nhất là nên để cái đường nó cái màu gì nó tương đối dễ nhìn để mình kiểm tra cho nó dễ. Hoặc là ví dụ như là để cho nó phân biệt ấy, thì ví dụ như cái đường này này, cái đường mảnh này là mảnh nông nghiệp chẳng hạn này. Mảnh nông nghiệp thì anh để màu khác đi. Còn cái miếng này thì đất gì đấy anh để đấy là để cho về sau mình đỡ phải kiểm tra lại xem nó là trạng thái gì ấy. Chứ đây là vừa rồi là em đổi tên thôi chứ nó không có ý, nhưng chả đổi nó chả sao cả, nó trồng lên nhau thôi. Đây lệch thế nhỉ? Đấy, nếu mà mình chưa chuyển nhá thì nó sẽ bị lệch thế này. Đúng rồi. Đó. Bây giờ mình lại có cái động tác mình chuyển này. Đi lại trước này. Chuyển đây nhá, thì chỉ thế này thôi. Thế và còn chạy cái tool này thì đây thì chạy cái tool này nó thế nào? Đây cái tool này thì tất nhiên chạy tool này anh biết chạy rồi đúng không? Thì em chỉ copy cho anh cái bộ này thôi. Sao anh chạy? Thì anh cứ chạy bình thường. Anh vào run Mavic ấy, sao anh chạy đến đúng cái tool này là được. Đấy. Đây nó đây này. Thì em sẽ copy cho anh như này. Anh chạy cái này thôi. Là bấm nó đây nó chạy thôi. Đấy, là anh open lại. Đây là nó nhảy ra đây luôn này. À. Đấy, thay thế này. Anh lưu ý rằng nhá, nếu anh chỉ muốn thay thế một cái lớp hiện trạng thì anh chỉ mở một lớp hiện trạng thôi. Còn khi anh mở toàn bộ đây là nó chuyển toàn bộ cái bản đồ của anh đi. Đó. Không, mình chủ yếu là dùng để kiểm tra xem có chuẩn không. Và trong quá trình mình đi khoanh vẽ xem nó có chuẩn không. Đây nha. Ừ. Ok này. Ừ. Ok. Đó. Là xong. Sau khi được rồi thì ta mở lại cái file ta vừa chạy đấy. Đấy, đến khi mà ta kiểm tra này này anh này, mà nó nhảy về đúng hệ hội nhập này thì là được. Nhưng mà tí nữa em phải copy, thì em sẽ copy cho anh cái file project này của em. Thì khi anh cho về máy của anh thì nó mới có. Nó mới có hội nhập đúng không? Chứ không thì cái của anh chưa có. Rồi, bây giờ tiếp tục này. Chuyển này. Đây anh thấy chưa? Nó về rồi này này. Đúng khớp phải không? Đấy. Cái này là cái ấy này. Cái cũ. Và đây cái số mà em vừa rồi nốt là số 2 này này. Đó. Thì đây nha, cái chỗ này thì tất nhiên là nó hơi ấy một tí, nó phải có 3G thì nó mới rõ được. Đấy, về cơ bản thì là khoanh như này là ấy đấy, là chuẩn rồi đấy. Đấy, rồi cái miếng này, có cái miếng trên này đấy nó bác đi đến tận nơi rồi thì bác biết rồi. Cái này thì phải có ấy, này phải có 3G vào thì nó mới nét, 3G mới nét được, hết chỗ cắm rồi, có 3 lỗ. Bởi vì cái như này là anh dùng GPS anh đi mà. Vâng. GPS thì chuẩn quá gì này. Nhưng mà GPS thì bác lưu ý là khi mà sử dụng GPS thì nó nốt nó dày quá ấy. Thì bác phải sử dụng cái tính năng để cho nó ấy đi ấy. Chắc cái này bác biết dùng rồi đúng không? Cho nó nốt nó vừa phải thôi. Nhiều nốt quá thì nó ấy. Chứ còn thật ra thì nhiều khi ta khoanh như này ấy, khoanh ta đi ta kiểm tra được ở trên này rồi thì ta đỡ mất công đi. Đỡ mất công đi đấy. Đó. Hoặc là ví dụ như mình nhiều lúc mình khoanh bằng bản đồ không ấy. Vâng. Thì về làm sao nó chuẩn được. Vâng, đây này ví dụ như các cái khu ruộng này cực kỳ dễ vẽ luôn. Ừ. Đây anh nhìn này. Đây anh vẽ thì cùng lắm gọi GPS nó sai số. Sai chứ, sai đến 5 đến 7 mét là chuyện bình thường. Đây. Sai số, ví dụ nó sai số như này thì cái này bác ngồi đây này bác làm này bác làm một đường này nó thế làm gì. Làm thế hả? Đấy là anh hay bị sai ở cái chỗ ví dụ như là ví dụ như nó không có nghĩa là trong khoảng đấy là vẫn có ruộng thật nhưng mà ví dụ nó lệch đi một tí. Vâng, đây thế này thôi, đây mà cậu vẽ thoải mái là gì đâu này, cái này thông thường là bây giờ nó cập nhật cũng tương đối ấy rồi, cập nhật tương đối liên tục.
Thì, ví dụ về sau mà tao vẽ ra được một cái đường này rồi, ok, sau khi ok được thì mình lưu nó lại thôi, mình đây hả? Đây mình lưu lại, ví dụ chỗ này tao lưu là ruộng chẳng hạn này. Nhầm đây đều lại save as, ví dụ như chỗ này là đặt tên nó là ruộng chẳng hạn này, ruộng ví dụ đi khảo sát ngày bao nhiêu đấy chẳng hạn này, để ta ghi ngày đấy vào đấy. Nhưng mà cái này thì anh phải có một cái công cụ nữa thì anh mới chuyển được, có một cái bộ công cụ là anh chuyển từ cái này chuyển từ Word về lại chuyển về đây ngược về đây đấy. Thằng này nó là phần mềm chuyên dụng. Ruộng. Cái này thì kệ nó. Cái dưới này mình chọn đúng cái A của mình thôi. Rồi. Đúng tọa độ. Còn cái này thì còn cái phần phía dưới này thì phải chọn đúng này, 107,5 13 độ, 3 tham số. Tất nhiên bây giờ để tí nữa em khớp thử lên trên bản đồ của anh cho nó khớp không? Đấy. Vì khi tao chuyển ấy, thì tao phải chuyển đúng về hệ chuẩn, nhưng mà khi mà chuyển về hội nhập không, tức là thế này này, khi mà tao dùng phần mềm này ấy, thì nó đã chuyển về hội nhập rồi, nhưng mà muốn khớp bản đồ của anh ấy, thì lại phải chuyển về hệ nội bộ. Và thì có gì đâu, một thao tác là xong, có gì đâu. Tất nhiên thì cái này nó hơi nhiều đấy một tí, nhưng mà về đây này, nó lên này đấy, về sau ấy, thật ra anh chỉ cần quan tâm đến cái thằng này thôi này đấy, còn những cái thằng này anh xóa hết đi. Được. Thằng này là thằng gì đây, thằng rồi Black Mark, ok, thế này chỉ cần cái thằng này thôi, còn ba cái thằng này về sau anh có thể xóa đi được rồi đấy. Ví dụ bây giờ nhá, đây anh kiểm tra đây này, nó tự nhảy về hệ hội nhập rồi này. Thằng này chưa xét hệ. Ở đây ta xét hệ rồi mà sao nó lại không chưa xét, sao nhỉ? Đúng ra là nó tự động này, nhưng mà thằng nó không sao. Được. Ta làm thêm một thao tác thì có gì đâu. Đây, bây giờ ta đưa nó về cái gì thì nó về cái đấy. Đây. 7,5. Ok. Có cái phần này mới hay ha. Chuyển phát nó về hệ luôn. Đó thì đấy nó đỡ phức tạp ra. Anh Điềm ơi. Anh Điềm. Cái này nhá. Mai anh có đi. Anh đổi về cái anh xong để đối chiếu với cả cái mảnh ruộng anh vẽ nó có chuẩn không? Mai anh ra xẻ hộp không? Vẽ đây là em vẽ sơ sơ, tất nhiên là đấy anh phải làm chi tiết. Anh phải đi từ từ, nhưng này em vẽ ngoằng ngoằng này. Đâu nhỉ? Chỗ bản đồ bay. Đây, bay nha bây giờ. Theo chiều mai học nông thôn mới 1:30 nha. Cái này quên chưa gom nó lại rồi. 1:30. Theo đang đi đâu đó? Cũng chưa gom. Không làm à? Đây. Chỉ cần cái hiện trạng thôi hả? Cần hiện trạng thôi. Hiện trạng. Cái lớp vừa rồi. Cái lớp gì của ta đây? Ruộng. Thế là... đó, đây này, nó nhảy về đây rồi này. Cái này. Đây là không phải like anh ạ. Đây, mà là em vẽ cái mảnh này. Vẽ mảnh ngoài. Anh mình dừng em vẽ cái mảnh ngoài, chứ không phải mảnh trong kia. Chứ em không vẽ cái mảnh trong này. Đúng rồi. Đấy. Cái mảnh đây thì đúng rồi. Đây cái đầu ruộng của nó đây này, cần gì này anh, đầu ruộng đây này. Chứ còn nếu mà cần thiết bây giờ là nếu mà muốn biết chuẩn hay không thì ta lại chuyển ngược tới đây, chuyển ngược về thằng này chuẩn hay không thì nó đúng ngay. Vâng. Chứ đúng rồi, vẽ bên ngoài này thì chính xác rồi. Anh tưởng là vẽ cái đám năm lúc trước á. Đây này em vẽ đây mà. Đấy là cái ngoài. Cái ngoài đúng chính xác rồi. Đây. Vậy em vẽ cái miếng này. Đây, anh cứ nhớ xem là có đúng là từ thôn Violac vào này, chỗ này có không, một cái mảnh ruộng rất to này. Đi qua rồi. Đấy, thì đây thì em đang vẽ cái miếng này. Thế nên vì rồi em vẽ bừa mà, chứ đâu có phải vẽ ở trên này. Chứ nếu đây, ví dụ bây giờ làm lại cái miếng này này, vẽ ngoằng ngoằng này cái đưa thử ra là chuẩn ngay. Đấy thế thôi. Thế thằng này là thế. Thì về sau mình đỡ mất cái công mình đi nhiều.
Hay đấy. Kể cả là cái bản đồ của khu vực này này là em đưa vào trong GPS hết rồi này, hôm sau anh đi kiểm tra là anh cứ cầm GPS đi là anh biết anh đang đứng ở vị trí nào rồi, chẳng có chuẩn hay không. Hoặc là vẽ thế, ví dụ như là anh đi trong GPS nó báo anh đang đến điểm này rồi này. Điều ơi, chưa mai đấy, xong là nhìn thẳng lên trên, đi theo cái dông này lên chẳng hạn này, lên lên trên này. Thì anh chỉ cần về anh chấm một điểm trên này. Mai. Anh đỡ phải đi lên trên này. Còn chiều nay là họp bên đảng ủy đó. Đấy, cơ bản thế nên em có tranh bộ công cụ này. Hay đấy. Câu chuyện cái đấy thấy nó nhanh hơn. Nó nhàn hơn, vất vả. Khi nào có thời gian, nó có thời gian thì để anh em mình trao đổi thêm với thằng này. Vì thằng này là một cái thằng gọi là bác dùng tương đối nhiều một tí thì nó nhàn. Thế còn nếu mà ta ít ít dùng thì chủ yếu là cái chuyển ra đời. À đấy, chủ yếu anh chuyển cái kia. Nhưng cái kia mình, cái đấy hơi khó. À. Bọn bởi vì vật chính xác. À, từ cái cúc anh, cái ái luôn hả? Cái production đấy. Vâng, vâng. Đấy. Các anh có hay có hay phải làm cái mốc không? Cái mốc ấy, điểm tọa độ à, điểm này xong ra tọa độ bên cạnh ấy. Các anh hay có cái đấy thì anh rất như là điều để nhiều khi đi rừng ấy. Mình lấy cho anh em cái tọa độ để đấy. À thế rồi, nó lại mua vào đây mà đây. Rồi. 1 này, 2 này. Rồi ok. Rồi mà cái Boration có chưa? Đây. Boration của em mới có cái mạng nội bộ chứ không thì có đầy đủ hết. Hóa cả đầu đi nữa. Hỏi kệ nó gì đâu. Gỗ đầu nhiều. Này. Nha, cái này thì anh biết thảo ở đâu rồi đúng không? Đấy, cái tùy okay. tùy vào cái đường dẫn của anh. À, cái này của em là Win 64 thì nó có thêm cái này. 86 đúng không? À, còn cái anh không ấy thì nó chỉ thế này thôi. Đấy. À. Rồi. Còn anh cũng có cái 86 ạ. Rồi, ok. Nha. Cái này thì đây cái này thì để em nói luôn cái chương trình này này. À. Chương trình này gọi là chương trình chạy mốc. Chạy mốc rồi. À. Nó sẽ ra luôn cho anh được một cái bảng danh sách để anh không phải làm thủ công nữa. À. Có nặng có đến lúc UB thì thả về được máy. Ừ, bình thường. Anh nhá, ví dụ như em chạy cho anh, ví dụ anh lấy các điểm mốc xung quanh cái thửa này chẳng hạn này. À. Này cái này là em đặt tên thôi, còn anh có thể đặt lại tùy ý anh, ví dụ à. Chạy mốc chẳng hạn hay cái gì đấy. À. Đây, nó ra cái này này. À, có cái ra cái tùn tạo mốc luôn này. Anh nhưng anh lưu ý rằng nhá, trong cái này của anh chỉ được có vùng. Nếu mà chỗ này mà có cái biểu tượng đường nó thưa đây này, nó không chạy mốc đâu. À. Đó. Đấy, tạo thành công đấy. À, ra các cái mốc đấy, ra các điểm mốc này. Nếu mà theo em ấy thì tốt nhất là anh nên chạy ấy thôi. Nên chạy các cái điểm mốc chính. Ôi trời ơi, chào một đường hàng. Chào anh. Bác vào sáng hả? Rồi. Chào qua. Đấy. Xong à. Đấy quá không? Dạ. Đấy, nó sẽ tự động chạy ra cái phần gọi là lớp point này. À. Đấy, thì cái lớp point này nhá. Đây. Nó sẽ ra được cái bảng danh sách bao gồm có thứ tự và các cái tọa độ đúng không? Đó, à. Thì anh không phải làm bằng tay. Ok chưa? Rồi ok. Cái này hay làm hồ sơ thì phải làm nhiều. Ừ. Rồi. Thế thôi hả? Đi học một tết ạ. Mua đồ phải là cái vẽ nó phải máy nào ăn được không? Ừ, thì máy nó cũng phải có cái gian cam đấy. Như gặp cơ quan em mà gặp mấy cái máy giờ chỉ để tính tiền ăn không. Ram là có 500 với 1 GB mà. Dạ, chỉ là tính tiền ăn. Rồi, rồi. Vì là ở trong cái này này, nó là hai cái chương trình hỗ trợ lẫn nhau. À. Nên là anh chạy cái này. À. Thì nó chạy kèm với cái này nên anh lưu ý là chạy cái thằng này nhé. À. Rồi. Ok. Rồi, xong.